Sau một đêm làm tình giữa tôi và em Vinh thì hôm nay em đã thức giấc để dạng rất là đau lưng. Giang nào Đau vai thôi, không đau lưng. em? Mày chơi tư thế nào mày đau vai vậy không đau lưng? Chổng chân lên trời. Ông tiến ông ngầm chứ cũng như con vượn nữa kia. Không có anh ngủ võng mà anh? Có mũi không anh? Không. Sướng nhỉ. Bên loa sao nó bền đấy nhỉ? Anh cắm sạc à? Thỉnh thoảng có những cái luồng gió lạnh nó hơi giận tí. Ừ. Nhưng mà lửa vẫn cháy cả đêm thì. Bón. Có mùi. Trai nó cần. Thay quần nào nhanh rồi. Em thay từ tối qua mà. Còn hơn số. À, em nhìn nó ra là nó là ở trong cây mổ. Đây lại hết gió lại tối trời. Rất chi là phê. Ôi đồ ai cũng nhẹ, có mỗi đồ của mấy nhà mình là nặng hiến với cả thực kìa. Đồ của em ạ, nặng hết à. Đồ của em chả lấy đi đấy. Bữa sáng trên lưng chừng núi. Ui giời, sạch chỉnh xanh. Ui giời ơi. Hay quá, vết này đẹp đấy. Hôm qua anh Tiến mút cổ nó à. Mặt gái định dấu ghê thật. Dù anh biết mỗi đêm anh sẽ rất nhớ em và tưởng như anh chẳng thể quên. Em cảm ơn mọi người một cặp. Giờ từ ai? Cảm ơn. Tôi lại không vào, cái đấy tưởng như làm gì? Không thấy bán đâu cả. Chỉ mong người hạnh phúc và ăn nhiều món đấy. Mình vẫn nghiện cái này. Ăn cái gì ạ? Muốn cho cái này. À sao? Dưới núi có bát mì tôm trứng này là hết sảy luôn. Ui giời, kiếp anh kìa. Kiếp anh hôn lên cục đường xúc xích à? Vinh à, xúc xích này Vinh. Thời gian cứ trôi bình yên. Chúng ta bắt đầu thu dọn đồ để tiếp tục hành trình. Cái chai đấy bỏ đi em ạ. Đấy, leo lên trên cái đỉnh núi trên kia. Đây chai lít rưỡi kìa, lấy chai lít rưỡi. Đấy. Ông Gia Tiến thì ông ấy đang thể hiện cái môn võ gọi là chân quắp bát. Cho anh xin lít nước vào cái... Em đốt đấy chưa? Có nước đổ đây nhá. Nước thừa đổ đây nhá. Có ít nước để uống lên đây nhá.
đi, đổ nước vào. Đập đi. Tiếp tục cuộc hành trình. Điểm danh đi. 1 2 bắt đầu. Tiếp tục. Vừa một con dốc kia. Anh tiến anh lên. Mọi người đang chinh phục con dốc. Nhưng mà bây giờ anh nghĩ là con dốc phải 45 độ thật luôn. Trẻ đôi góc vuông. Đi đường này em, đi đường này được luôn, là tại sao chúng mày đi đường đấy? Con dốc 45 độ luôn. Theo như anh cắt đúng màn hình, con cam này là búng 45 độ, cắt xẻ đôi màn hình. Đó. Quả đi phượt là sướng đi. Chúng tôi gặp bố chú Hàn Quốc ở đằng leo. Từ khi em ra đi từng hàng cây chiếc xe cùng là chết như là cùng là tà lăng ấy. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Chưa, đang ở đấy. Gần đây không? Mệt không? Cái này đấy. Nhìn đồ bay đá nhỉ, chẳng may mà phải bay đá. Có. Chúng tôi cuối cùng thì đã lên đến tới đỉnh của dãy Độc Tôn. Sau một hành trình quá là mệt mỏi, thì đây gặp được thêm 4 người bạn đồng hành. Các chú rất là tuyệt vời. Độc Tôn. Yeah. Đánh dấu mình bằng cái thước video cuối cùng trước khi con cam nó hết pin. Bây giờ chúng ta bắt đầu cuộc hành trình xuống núi. Hôm qua thì anh Tiến anh vừa chào. Hôm qua thì chúng tôi đi men theo lối suối lên để thử cuộc leo vách, leo những cái mỏm đá. Hôm nay thì sẽ đi theo đường lối mòn và lát nữa sẽ đi qua đồi Sim. Cái đỉnh nó nằm ở bên kia. Đó, đỉnh kia mờ mờ kìa. Đi vòng lên đỉnh trên đồi Sim rồi đi xuống. Xuống sẽ rất là chùn chân nhưng mà nó còn đỡ mệt hơn là leo vách. Cố gắng. Mọi người đang chinh phục cái con dốc 45 độ lúc ấy. Tôi chỉ đây. Con dốc này. Đó. Ở đây thì có thể không nhìn rõ dốc giống như lúc đi lên. Nhưng mà nói chung là rất là dốc. Lại đập mồm vào gốc cây này. Đâu đi chéo ra, em đừng đi thẳng. Đi chéo ra. Mẹ đâu gậy đấy. Cẩn thận gậy nhá. Mày không biết dùng đâu. Không biết dùng là nó nặng hơn mình ấy. Hai. Chạy đấy. Không leo được. Con dốc này khá là dốc.
Đây, mình cứ ướm cái chiền đùi, cái chiền đồi, cái sườn này. Đó, nó cắt ngang, cắt chéo màn hình này. Là đủ biết độ dốc là như nào. You, take Annie, Annie you. No, my friends were camping at the top. Ah, my friend. Yeah, we have 6 people at the top. Okay. Going for a walk. Check me out. Need help? Come up? Huh? Do you want help up? Okay. Yeah. Oh, why? Oh. Trông như vết phát cắn nha. It's okay, it's okay. Cố lên. Have a good hike. Yeah. Chú ơi, chú mỏi rồi đấy. Đấy, động lực để lôi chú ấy đi lên. Đây là cái đỉnh mà ngày xưa tôi mới biết đến phượt. You're a friend? No. No. Yeah. Another team. Not nice. Scamping. Đội họ thì đi theo đường dễ, còn đội mình thì ưa mạo hiểm. Đi theo lối vách lối đi lên. Ngày xưa cái đỉnh này mình hồi còn nhỏ nhỏ, sinh viên. Mới biết đến phượt thì neo theo lối đó lên trên này thì không thật. Đỉnh này dễ leo. Mọi người chuẩn bị đi xuống thôi. Mọi người đang men leo con dốc xuống. Mình nhớ đang leo lưng chừng con dốc. Không xuống nữa à? Định nó không lên đỉnh nhưng cuối cùng lại thành lên đỉnh. May hôm nay còn không nắng lắm nhỉ. Mát đấy. Ôi, sướng lạnh, em lạnh vãi. Môi ra gió thổi lạnh kinh người. Cảm nhận của bạn nói bằng hai từ. Hai từ. Chỉ bằng hai từ ngay lúc này. Quá đã. Hai từ. Tuyệt vời. Hai từ. Khát nước. Hai từ. Phi lắm. Quá đẹp. Nhớ mẹ à. Thanh niên của Long rồi, thanh niên của Long rồi. Còn đầu tôi là ok. Mẹ hai quá. Từ cơ mà. Chị ra đi chỗ tung này mới vui này. Tại sao vui? Đi leo cái mệt mới sướng này. Nó có cung đường chúng ta đang đi toàn là lá với hoa. Tôi yêu màu tím nhưng tôi lại ghét sự thủy chung. Này. Hoa mua, hoa sim. Khoảng 2 tuần nữa thì mọi người đi hoa sim sẽ là tím cả ngọn đồi này. Đúng rồi. Sao anh cứ nghe tiếng phụ nữ ở gần đây nhỉ? Đây là anh ong vàng. Lại gặp đàn rồi. Xin chào thôi. Ôi, các chú khỏe quá. Mời qua. Hi. Anh cố lên. Còn mỗi Hoài à? Còn Vinh à? Đang xin nước của Thực Thật Thà. Thực Thật Thà hôm nay là cây nước. Tất cả nó. À Vinh ơi. Mình với cho anh ở trong này. Càng suối càng mỏi chân lại càng chân lại. Tới lên rồi anh. Càng muốn hai cái một rồi đi. Thành viên nhỏ tuổi nhất trong đoàn. Không mà nó đi được cái đường xuống hôm qua bất ngờ. Cuối cùng đã đi đến đường bao. Chuẩn bị kết thúc cuộc hành trình. Còn chỗ nào dễ hơn xuống nào.
Đi bộ khoảng đi như cái hôm mà mình đi vách núi ấy. Yên. Ngoảnh mặt vào. Đi cái đường của anh ấy. Ôm mặt. Ôm mặt vào bám vào mình đấy. Đấy đúng không em? Chúng ta đã hoàn thành bài test thể lực. Wow. Có tuyệt vời đúng không? Đây là hoàn thành rồi, bây giờ anh em chỉ có đi nghỉ dưỡng và vô cùng vì chúng tôi đã hoàn thành bài test thể lực. Checking đỉnh hàm lợn của dãy núi Độc Tôn, nóc nhà của thủ đô Hà Nội. Rất là mệt mỏi nhưng mà các bạn đang rất là háo hức để được trở xuống cái hồ Quý Bầu. Đấy, xuống đấy chúng tôi sẽ bơi và nướng thịt. Bơi. Nhất định phải bơi. Dạ. Em tắm thôi, em không bơi đâu. À. Xuống hồ Suối Bầu. Wow. Xin chào. Xin chào. Ôi, mọi người bây giờ đi lên á, ai đi chơi thôi. Vâng, tại đường này mệt lắm rồi. Đây là cái chết tiếp mà. Có cái đạt luôn. Đi vào. Đi vào làm nửa đêm quên gọi dâu thế, bọn nó bảo mày dừng. Bảo không gạo là đi. Mệt. Nửa đêm. Thưa mọi người, sau một hành trình tổng hành trình bao nhiêu giờ thực? 7 hay 8 tiếng? 8 tiếng. Sau hành trình 8 tiếng trong rừng và núi, cùng chúng tôi ra ngoài và phải tự thưởng cho mình một chai Spy với giá 10.000 đồng tại khu dịch vụ. Thì nước mang theo đã hết. Ok, mời anh em.